Đấy, buổi chiều anh em mình thi công mấy cái cột này, này. San sắt cột. Hello, xin chào cả nhà. Mình đã chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Đây, phía trước là công trình hôm nay mình làm việc. Đấy. Bây giờ đang xây đến tầng mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tầng 7 rồi. Mình làm ở tầng trên kia là tầng 8. Đấy. Bây giờ đang chuẩn bị tới giờ làm việc. 7 giờ kém. Bây giờ anh em chuẩn bị đi lên để làm việc. Sammin là tầng thượng. Anh em vác nước uống lên. Đang mười mấy ký, 15 ký không? lên tầng 8. Đấy, thì em đã vác bịch nước này lên tầng 8. Đấy, bây giờ mình đã lên đến tầng 8 rồi. Đấy. Hôm nay thi công là hai cái tum này. Giờ 7 giờ sáng ở Nghi Nan, Đài Bắc, Đài Loan. Xin chào cả nhà nhá. Mình chuẩn bị vào công việc. Đây là tầng dưới này. Đây, bây giờ mọi người mình đang chuẩn bị vào việc. Đấy, quang cảnh xung quanh này. Đấy, dầm đấy, 5 là 20 cây, B8 à. Mấy cắt này mang vào chứ. Buổi sáng em mình thi công xong một cái dầm này. Đấy. 20 cây sắt P18 à P8. Thank you.
sáng làm xong cái dàn kia, cái rằm này. Anh em mình làm xong buổi sáng ở chỗ này, buổi chiều đi chỗ khác, bây giờ đang chuẩn bị ăn cơm mà xong là đi chỗ khác nè. Xin chào cả nhà nhé. Đang 11 giờ kém chuẩn bị ăn cơm mà rồi chiều đi làm ở chỗ công trình khác chỗ này, kết thúc 2 ngày làm việc ở chỗ này.40.000 đô la. Một mức lương hàng tháng. Ông chủ có cái xe máy cũ nào không cho anh em một cái đi chọn mua đồ ăn. Đây anh em này. Loan vào chứ bao răng gì chứ. Đây, mẹ 40.000 bằng lương của mình một tháng gọi 4 giống thằng ấy nhỉ. Sau khi nghỉ trưa 2:30 ở dưới đường tàu thì anh em lại bắt đầu chuẩn bị vào công việc. Buổi chiều này làm ở công trình phía bên đằng này đấy. Công trình lần đầu tiên khi sang Đài Loan đấy. Đây là phía nông thôn Đài Loan. Bây giờ anh em mình vào để bắt đầu tiếp tục công việc buổi chiều. Chưa ra đây nằm ngủ cho nó mát. Đây là cái đường hàng cây nuôi vịt vào chuồng. Nắng quá, chưa từ lúc sang Đài Loan này chưa hôm nào mưa nhỉ. Đấy, phía bên kia là một khu chung cư. Đấy. Còn phía bên này là công trình của chúng tôi đang thi công. Đấy, đây là công trình lần đầu tiên anh em làm khi sang Đài Loan này. Hôm mới sang là đang cái sàn này. Hôm nay là đổ bê tông rồi là đang dựng cột. Đang dựng cột, còn hôm nay anh em mình đến để đan nút, đan cái sàn. Đấy, bây giờ là 1:30 chiều ngày 18 tháng 7 năm 2024. Trời rất là nắng.
nước ở ống điện, điện nước. Đấy. Dưới này cầu thang. Đây là những cái thép một hàng này là để sau đan tường, tường ngăn giữa các phòng, là họ không có xây, họ đổ bê tông hết. Ôi, cột này to quá. Chiều nay anh em chúng tôi thi công đan cột. Đang buộc cái cột này. Đấy, bây giờ 5 giờ anh em chuẩn bị tan ca. Hôm nay anh em mình kết thúc buổi làm việc. Đây là 5 giờ rồi. Chuẩn bị tan ca. Tan ca rồi. Anh em chuẩn bị về. Đấy. Xin chào cả nhà nhé, tạm biệt, bye bye.